Anda ahí la olla. Với đất đồng, radio, để mang quý vị. Và trong bối tục. Ủa sao giờ bật tiếp đi thành, bật máy lạnh tiếp đi. Thì em thầm đi, đợi tí, 10 phút nữa. Chị không qua nghe hiểu gì không? Em cũng vậy, chả hiểu gì hết. Thank you.
tai nạn như cái não đè chết người á. Cầu Nguyễn Tri Phương hay đường Nguyễn Tri Phương? Má ơi ghê quá. Ừ. Ừ. Có khi không, có khi là do mặt đường nó trồi lên hay gì đó chứ tháng nay ban đầu không thấy nổi, nói chung chịu thôi. Có khi ban đầu nó không có như vậy đâu mà tại sau này á. Thank you.